Mời cả nhà nghe trích đoạn cải lương Biển Dâu. Nghệ sĩ Lâm Phương, phó chủ nhiệm biên tập viên của nhạc UNESCO hát cùng nghệ sĩ Hồng Phượng. Lý Nga, em làm gì đó? Em nói làm em đứng tim nãy giờ, sợ muốn chết luôn nè. Sợ cái gì không biết nữa. Thôi, mình ra ngoài quán ăn chút gì đi em. Anh đi đâu em đi đó à? Anh thấy em hôm nay không có tinh thần gì hết trơn á, em có sao không vậy? Đâu có gì đâu, em thấy cũng bình thường mà. Thôi mà em đừng có giấu anh, hồi lớp tập tuồng ha, em không tập trung gì hết á, cứ bị anh Chính la hoài hà. Anh ơi, chừng nào anh về nhà gặp ba má anh vậy? Chắc phải hát xong đợt này rồi đủ tiền mới về thăm nhà được. Mà em hỏi chi vậy? Em nhớ hôm trước anh có nói khi nào về thăm nhà anh sẽ thương với ba má chuyện của tuổi mình. Mà bây giờ một năm sắp trôi qua, hai đứa ta mỗi ngày một thêm gần, đôi khi vắng xa. Em trong đứng trong ngồi liền, Liên à, đã lần anh cũng muốn quay về, nhưng ngập vì đường quá xa xôi, lại cứ hát chờ hát định, bạc tiền chẳng được bao nhiêu. Kìa Liên, tại sao em lại buông ra những lời hờn trách như vậy? Bộ em không tin anh hả? Hả Liên? Nếu không tin anh thì em đâu có sầu có buồn. Em đã rời bố mẹ cha để chạy theo tiếng gọi của tim mình. Mọi cái đắng cam khổ, chỉ sợ lòng người đổi thay cuốn lời thề nó hẹn biên. Em chẳng mang chi đến nhung nhung cao sang, chỉ mong được gần anh và mong anh mãi mãi. Liên à, nghe anh nói nè, bao lời em chán chưa ân tình, anh càng yêu em nỡ đâu giống phù. Em đừng lo chi thêm u buồn, sao lòng em như như linh cảm có chuyện không hay. Anh đừng say, đừng bỏ em nha Liên. Tình ta vì lúc yêu nhớ đôi ta đã nguyện trọn kiếp này và ngàn năm sau ta mãi yêu nhau, ta mãi bên nhau trọn kiếp không rời. Liên, anh yêu em nguyện có đất trời. Nghe bao lời ấm mòn lòng chắc da, em cũng phần nào bữa là
trời mây hương băng cá. Em nghe trong người như có gì khác lạ. Nghe em thở than anh càng thương càng mệt. Có lẽ diễn xong đêm này anh sẽ thu xếp về quê. Anh lo sung sướng nha. Em đừng có lo, anh là con trai một trong nhà, ba má anh thương lắm á. Anh muốn cái gì á cũng được hết. Chuyến này về ha, anh sẽ thưa với ba má chị của tụi mình nè. Sẵn nhờ chị Sáu và Lý Hương á sang lo giúp. Xong chuyện rồi anh trở lên đây anh đón em ha. Anh nói thiệt nha anh. Em bây giờ không ai nương tựa, chỉ biết mỗi mình anh thôi à. Mình sẽ làm đám cưới thật là linh đình nè, rồi về quê em gặp ba má của em để mình tạ lỗi. Anh làm em cảm động quá. Nếu mai này chắc con giống anh lắm. Anh thích đặt tên gì nè? Ủa? Không lẽ em... đâu có. Em nghĩ sai vậy thôi. Thì anh tên là Hiệp nè. Nếu có con gái mình đặt tên là Hồng ha. Còn con trai nữa là mình đặt... Ủa anh? Cũng hay đó em. Thôi anh có chuyện phải đi rồi. Xong chuyện rồi anh về gặp em. Ủa? Trước khi đi á, cho anh cái này nè. Ly. Rồi 20 năm sau, bà chị ơi, bà chị làm ơn cho tôi hỏi thăm. Ông hỏi thăm ai? Dạ người ông. Ông không phải là... Phải, tôi là Hiệp đây. Trời ơi, ông còn tìm đến đây để làm gì? 20 năm trời, ông như bóng chim tông cá. Ông đã hại cả cuộc đời tôi. Tôi thù hận ông, thù hận ông có biết không? Phải, em cứ mắng chửi nữa đi, cho bớt đau hạ giận. Vì tôi có miệng mà cũng không thể giải bài. 20 năm qua tôi đau khổ từng ngày, nay gặp lại nhau đây, xin em hãy rộng lòng tha thứ. Tha thứ cái gì bây giờ chứ? Cũng vì tôi mà em chịu nhiều đau khổ. 20 năm qua em đã thương tôi nên từ bỏ gia đình để trọn tình trọn nghĩa với người yêu. Khi giấc mơ xưa tan vỡ, một mình em với giọt máu hoang tình xa quê bỏ xứ. Khi về đến quê xưa thì tôi mới hay là cha già đang hấp hối. Vì tôi phiêu bạc tha hương nên chẳng biết đâu tìm gọi, nên đành nhắm mắt xuôi tay chờ đợi vui trúc hơi tàn. Nhà dân neo đơn chỉ còn lại một mẹ hiền, cứ sớm tối vào ra thương hình như bóng. Rồi bà ngã bệnh một chiều trong giọt lệ dầm chan. Trong cơn mê sảng bà cứ gọi ông ơi, đêm từng điểm tôi nghe mà ruột gan mình đòi đoạn. Chữ hiếu chữ tình tôi đành trốn một bên, mong rằng chốn xa nào em hiểu được lòng tôi. Làm sao tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy đến cho. Trong khi ông không hề một lần cưới tôi
cô. Ông biết không, tôi đã mong đợi ông tình mỗi một tuyệt vọng. Chắc ở trên cõi đời chỉ một mình tôi hiểu chuyện hộp giọng phu là thơ. Rồi mẹ tôi cũng nói gót theo cha, tôi trơ trọi giữa cuộc đời đầy nước mắt. Hai cái tang đã làm cho tôi vô cùng hối hận, chỉ vì đam mê của tuổi trẻ đã bỏ cha mẹ già hiu quạnh. Rồi có một lần đoàn hát đến làng tôi ra hỏi thăm mới biết là em đã sanh con và ra đi biệt dạng. Trời ơi, bao nỗi quan thiên cứ thi nhau chất chồng dồn dập. Tôi đi khắp phương trời mong tìm gặp lại vợ con. 20 năm qua biết bao nhiêu là mộng mị, mà chuyện ngày xưa cứ tưởng như mới hôm nào. Tôi mong rằng em cho tôi gặp con một lần, tôi muốn nhìn thấy nó. Và tôi sẽ không nói gì hết cả. Ông không có quyền làm cha của nó. Hả? Ông bỏ rơi nó khi nó chưa lọt lòng. Mặt mũi nào ông nhìn lại nó chứ? Liên, Liên,